Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ bảy ngày 10 tây tháng 6 năm 2023. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Rồi trở lại phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Bây giờ chúng ta đang đối mặt với tùm lum thứ Việt. Đúng một cái, người ngoài hành tinh đột nhập vào đất nước Mỹ và đã rơi rầm rộ xuống nhà người dân. Cảnh sát Mỹ đã thấy và đang săn lùng quý vị nha. Rồi nội dung thứ hai, Trung Cộng ồ ạt di tản người dân, hàng chục ngàn người dân Trung Cộng phải di tản, vì sao, tại sao? Nội dung thứ ba, tới cả Nhật Bản cũng bị thiếu điện rồi quý vị nhé. Bây giờ không riêng gì Việt Nam hay Mỹ hay là châu Âu, mà bây giờ tới cả luôn nước Nhật cũng phải tiết kiệm điện và thiếu điện. Nội dung cuối cùng liên quan tới cái lò hạt nhân lớn nhất châu Âu đang rò rỉ để mờ nổ, vì sao, tại sao? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Vì sao, tại sao hàng chục ngàn người dân Trung Cộng phải di tản rầm rộ vào buổi chiều ngày hôm qua? Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Thì vào ngày hôm qua, tại thành phố Thiên Tân thuộc quận Tân Nam ở Trung Quốc, theo như tờ báo Reuters cho biết, các vết nứt lớn đã xuất hiện chung quanh các tuyến đường gần một số tòa chung cư cao cấp. Ok. Và theo như các chuyên gia địa chất cho biết, những cái vết nứt này được gây ra bởi những cái hang động ngầm ở bên dưới mặt đất khoảng 1.300 mét. Theo như chính quyền thành phố Thiên Tân cho biết, đây là một cái thảm họa địa chất và nó có thể sập cả cái thành phố này xuống dưới lòng đất, cho nên rầm rộ vào ngày hôm qua. Chính quyền ở đây, thành phố Thiên Tân, đã hấp tấp hurry di tản cả chục ngàn người dân Trung Cộng ra khỏi cái vị trí này, gây cấn quá quý vị ơi. Nói nôm na bây giờ thì sao? Thiên tai, thảm họa everywhere, không chừa một nơi nào quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Và đây cũng có thể là một thảm họa cho nhân loại nào quý vị. Sau khi mà chú Buri, chú đóng những cửa của cái con đập, cái đập thủy điện á, làm cho nước nó ứ lên và nó nặng quá, nó sụp, nó gãy, nó đổ. Trong suốt mấy ngày vừa qua, cái mực nước ở trong cái đập thủy điện này càng ngày càng thấp xuống. Và cái đập thủy điện này người ta xây lên là để làm gì? Để mà cho cái lò hạt nhân lớn nhất ở châu Âu đừng có bị nóng, để mà nó đừng có nổ. Nhưng bây giờ cái mực nước trong này càng ngày nó càng thấp xuống, dĩ nhiên nó sẽ làm cho cái lò hạt nhân này càng ngày càng nóng lên, và nguy cơ nó rò rỉ và nó sẽ nổ. Mà khi mà nó nổ thì những cái chất phóng xạ trong cái lò hạt nhân này nó sẽ bay ra khắp bốn vùng chiến thuật quý vị nha. Đây, nghe kỹ. Vào ngày hôm qua, một tổ chức an toàn hạt nhân của Pháp đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ là cái nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có nguy cơ bị sập và nó rò rỉ, nó sẽ nổ vì cái hồ, cái đập chứa nước Kakovka bị dở và bị cạn nước. Thì đây cũng là một cái lời cảnh báo nguy hiểm và thảm họa cho nhân loại chúng ta. Trong suốt thời gian một năm mấy vừa qua, chú Buri chú khởi động cái cuộc xâm lăng, và lúc nào chú cũng hù dọa xài cái hẹt. Nhưng có thể kỳ này chú không cần bấm nút, chú cũng không cần bấm hẹt, tự động cái lò này mà nó nổ một cái thì cả chú Buri cũng không có yên thân đâu quý vị ơi. Ghê cấn quá. Nó không chỉ có ảnh hưởng cái vùng châu Âu mà cả luôn tất cả các vùng quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó liên quan tới Nhật Bản cũng bị thiếu điện, cũng bị cấp điện và cũng bị chính quyền kêu người dân tiết kiệm điện. Vì sao, tại sao? Đây, trong suốt thời gian vừa qua, Tony đã nhiều lần chia sẻ
cái trái đất của chúng ta đang đối mặt với cái biến đổi khí hậu mà trong 200 năm rồi mới có một lần. Và cái hiện tượng El Nino nó tấn công vòng quanh tất cả các châu, không riêng gì cái châu nào hết. Châu Á trong suốt thời gian vừa qua đã nóng lên tới 40 độ cờ, 50 độ cờ. Có nhiều quốc gia người dân phải chết vì cái nóng. Cho nên những cái nóng này nó đã làm cho thiếu điện và thiếu nước. Trong đó có cả luôn nước Việt Nam cũng bị hạn chế xài điện, nhân dân và dân dân. Rồi cả luôn châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước vì cái hiện tượng El Nino. Cả luôn California, thống đốc Gavin Newsom cũng đã lên một cái kế hoạch để mua điện cho người dân trong cái mùa hè này. Tại vì cũng bị hiện tượng El Nino nó tấn công rồi. Bây giờ tới cả người dân Nhật Bản, vào ngày hôm qua, người dân và doanh nghiệp ở khu vực Tokyo đã được chính phủ Nhật Bản kêu gọi là phải tiết kiệm điện để mà tránh một cái kịch bản xấu, đó là thiếu điện vào mùa hè năm nay. Theo như tờ báo Bloomberg cho biết, cơ quan tài nguyên và năng lượng Nhật Bản đã kêu gọi tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp ở Tokyo phải sử dụng điện tiết kiệm và phải coi như là cực chẩn đã lắm mới mở điện, nó nôm na là như vậy đó. Nếu không thì một cái kịch bản xấu sẽ xảy ra trong cái mùa hè này ở Nhật Bản, tức là thiếu điện, ghê cẩn lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung cuối cùng liên quan tới đất nước Mỹ. Và cái điều này là một cái dấu chấm hỏi mà rầm rộ trong mấy chục năm qua, mọi người chưa có câu trả lời. Nhưng có thể đây là cái câu trả lời cho quý vị, đó là người ngoài hành tinh, chúng ta loài người đang mong men đi vào những hành tinh khác, nhưng chúng ta chưa kịp đi vào hành tinh khác thì bây giờ người ở hành tinh khác đã lọt vào cái hành tinh của chúng ta. Đây, mời quý vị nghe kỹ nha. Đây là một cái câu chuyện có thật và nó xảy ra tại thành phố Las Vegas, một cái nơi mà có thể nói là ăn chơi cờ bạc bậc nhất trên cái thế giới này, tiểu bang Nevada đó quý vị nói đó. Và những người nhân chứng là người dân ở đây và cảnh sát ở đây luôn quý vị nha. Cả luôn cảnh sát cũng đã chứng kiến và người dân cũng đã chứng kiến, và có những cái video mà từ cái hệ thống an ninh trong nhà đó, cái camera trong nhà quay lại quý vị nha. Đây đây, tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, cảnh sát đang ồ ạt săn lùng điều tra, tại vì có rất là nhiều cuộc gọi báo cáo là có những cái sinh vật lạ từ trên trời rớt xuống sau sân nhà của họ. Và theo như cái camera an ninh ghi lại là những người to lớn khổng lồ, cao cả chục mét, tay chân dài lòn thòn, móng tay dài lòn thòn. Thì theo như những gia đình này, những người dân này cho biết là họ nghe một cái tiếng nổ kinh thiên động địa, những người dân trong cái khu vực đó. Sau đó thì những cái gia đình người ta nhìn vào cái camera ở nhà, người ta phát hiện ra có 2-3 người ngoài hành tinh ở ngoài sân sau của họ. Ok. Và cả luôn cái cảnh sát viên, khi mà những cảnh sát ở Las Vegas đang đi tuần tra thì họ nhìn lên bầu trời, họ thấy những cái đốm lửa rất là to lớn bay trên bầu trời của thành phố Las Vegas và rớt xuống. Tức là cùng với những cái lời khai của người dân và những cái gì mà cảnh sát họ nhìn thấy quá trùng hợp, và những cái hình ảnh từ camera từ nhà đó người ta chia sẻ lại thấy rõ ràng là như vậy. Tức là sao? Rầm rộ người ngoài hành tinh đã rớt xuống nhà người dân Mỹ ở thành phố Las Vegas, Nevada. Và bây giờ thì cảnh sát của Nevada đang săn lùng những người ngoài hành tinh này. Vậy thì cho chúng ta một cái câu trả lời là người ngoài hành tinh có thật hay không, mà trong suốt thời gian vừa qua mấy chục năm, chính quyền Mỹ điều tra tới điều tra luôn, nhưng mà rốt cuộc chính quyền Mỹ nói là không có đâu, không có đâu, nôm na là vậy. Nhưng đây có thể là sự thật quý vị nha, gây cẩn quá. Riết rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cái cõi đời của chúng ta. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình chiến sự tại Ukraine. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha, để bà con cùng nhau xem. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt của chúng ta ở khắp năm châu bốn biển. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.